Hôm nay là mấy ngày hôm nay là sẽ bắt đầu làm thế này. Bụng tắm. Thiếu mấy con ốc. Tắt nước xong rồi nè, tắt nước giờ chỉ rác mấy này vô sơ sơ đi cho nhìn thấy nó rồi nước nó chảy sao thôi, nó bị lít, nó bị xì không. Ok, giờ em đi tắt nước được được rồi đó, tắt nước xong rồi xả luôn cái nước nước ở bên cái chỗ máy giặt máy sấy đó. Dạ, tắt nước lạnh á, cái bên nước lạnh á, bên xanh á, là đủ rồi. Thì xả nước ở bên đây. Tắt bên cái màu xanh á, màu xanh từ nước ở bên cái giò nước chính từ ngoài thành phố vô đó. Ok, tắt xem, mở hết nước ra, mở bên bên nóng bên lạnh cho nên mở bên nóng bên lạnh để hai bên nó cho nó chảy ra hết.
anh thấy ra ngoài đi, thấy cho nó, thấy cho nó. Và sao để cái này làm gì, thấy nó. Nước nó văng. Nước nó ra không? Không, chừng nào dặn nó mới ra. Giờ chưa dặn chưa gì đâu, nó đâu ra được. Dặn để chỉnh được cái chỗ này chỗ kia được chứ đâu phải. Ok, mở nước nhẹ nhẹ, nước từ từ nhẹ nhẹ. Vẫn cho dòng nước ở trong cái bồn tắm, trong cái sinh, trong cái từ nhẹ nhẹ thôi. Tắt lại từ tắt không? Qua khoan đi. Một cái đang ra được không?
lạnh nè, nóng nè. Beautiful. Phone. Rượt một cái rượt. Không có vấn đề phải không? Now, Rensawa! Beautiful, you see that? Can you take me a picture from there here? Ha! Click at your picture. No. I'm coming, camera. I'm coming. Trời ơi, then shower. Click at your camera. Yeah! You see? That's what I designed for. You see how beautiful is that? Wow, you see that? Nước chảy ồ ạt nhé. You see? Tức là phần nước không có vấn đề rồi đấy nha. Đường nước ok fine. Đặc điểm nhất là muốn đó nằm đó đó. Chứ mấy nhà tắm quân ta đó thì nằm ở đây nè. Vô ra rất bất tiện, còn đây nước lăn vô cái nào cũng lộn, chỗ nào cũng được, nó ngồi đây lăn vô đây cũng được, nó lây qua đây, nó lăn qua đây cũng được. You see that? Rain shower. Mưa từ trên trời xuống đây. Nóng nhé, ở đây cũng lạnh. Rồi mở nước 100% lên. Lạnh không? Có nước lạnh không? Rất tuyệt. Kiểu như giống như cái phong tình. Yeah. Thì một lúc làm là để làm như vậy không ạ? Rồi để mình nằm ở đây mình không bị kẹt cái gì hết. Mình không có, mình muốn vô ra đâu cũng được. Mình không bị kẹt, mình không bị gì hết.
đụng đầu chỗ này đụng tay chỗ kia không có bị. Ok xong. Cho nó đầy đi thử cái nha, giờ phải test luôn cái thử luôn cái bơm nước, cái bơm. Mấy ống nước này rất là tiện, rất là dễ làm. Màu đỏ là nước nóng, màu trắng là nước lạnh, màu đỏ luôn luôn nằm bên tay trái. Rồi mình dùng đỏ hay là trắng cái nào cũng được hết, nhưng mà mục đích đó, màu để phân biệt thôi, nhưng mà chất lượng giống nhau, dùng cho bên nào cũng được hết. Thì nói tới đây, hồi xưa mình dùng ống đồng, thì ống đồng ống nào cũng đồng hết, bên phải cũng đồng, bên trái cũng đồng, nóng cũng lạnh, lạnh nóng cũng như lạnh, lạnh cũng như nóng đều là đồng. Thì thấy phân biệt thì chỉ phân biệt là nóng là bên tay trái. Okay, 3, 2, 1, action. No, 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 không sơn switch. Vậy là có những cái power kia chưa có. Action, action, action. Vậy đi, đi, đi. Tức xíu coi. Nó thùng. Yeah, quá. Ok, cắt, đá tiệt. Ok. Dạ điều chỉnh nó nhẹ lại. Ok ok ok, stop. Máy nó mạnh quá. Ok, thêm nước, vậy là phải thêm nước thôi à, thêm nước vô nữa. Ok, thêm nước vô cho nó đầy lên, giống như cái nó phun vô mạnh là gớt đó, chứ máy kia thùng nó phun bít nó mà. Ok, giờ muốn nữa không thì phía đất. Chú đắp nữa thử xem cái đằng sau. Hay là thấy gì trong ngồi nằm ở trong đó thì nó không có vấn đề. Em cởi đồ anh nha, em cởi đồ nha. Em cởi đồ đi biết rồi. Ồ, nó phun vậy good, so good. Ok, vậy tức là đánh phải không? Tức là em thêm cái máy kia nọ, cái pump done, water done. Giờ chỉ còn là lắp cái tay qua lên rồi theo lên rồi đánh. Cái pump working right. Còn nhẹ mạnh thì là do nước phải fill up, phải thêm nước nữa. Chỉ vậy thôi. Giờ mục đích mình test là test cái pump. Chỉ coi có những cái gì coi nó có bị leak cái không cái vậy thôi, chứ là đơn giản như là vậy. Nó working phải không? Ok.
Đó, bây hình tượng thì nó là vậy đi. Đó, sơ khởi thì nó là vậy đi. Để không cần phải miệt mài, không cần là phải đo đạc kỹ lắm, chỉ đo cho nó hụt chút xíu để nâng lên. Nâng lên thì đầu tiên là mình kiếm đầu, mình chim vô như thế này. Chim vô xong rồi lúc đó tám chút xíu xi măng ở dưới, thì xong sử dụng dùng đinh bắn, dùng súng bắn đinh bắn xuống. Thế là nằm đâu nằm đó rồi muôn đời đấy. Mỗi bên 10 cục, mỗi bên 5 cục, có thành 10 cục. 2, 4, còn cục nó đủ rồi.